Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ, ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi, còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật. Nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mi gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho hai phòng ngủ, hai washroom. Thì khi đến nơi rồi thì mình sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, hai phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có hai cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của ba phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của hai phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì ba phòng ngủ, còn khi nãy là dự án hai phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án ba phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà ba phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây ba phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách
rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi 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 chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái bathroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không? Nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa, thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này, thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít, tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ và ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến. Còn mi gần sắp đến rồi, thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì
là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ 2 bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người, còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người, còn đây là nhà mẫu 2 phòng ngủ 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới à, cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái bathroom. Đây là bathroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái bathroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her à, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ, thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát à, để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ bathroom đi chỗ này nữa, đi bathroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ. Đó, view quá thơ mộng luôn. Đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người. 3 phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái bathroom để mà share với lại 2 cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and, và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào, dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa, thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó, thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi trời ơi.
hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mi gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì mình sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ, double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là
cái garage ở, ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ, ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mi còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mixed use
của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người, còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho hai phòng ngủ, hai bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người, còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người, còn đây là nhà mẫu, hai phòng ngủ 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. À, cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có hai cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này, và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của ba phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của hai phòng ngủ chứ, hai phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì ba phòng ngủ, còn khi nãy là dự án hai phòng ngủ, thì bây giờ My sẽ vô trong dự án ba phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà ba phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây ba phòng ngủ, double garage để được hai chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ. Đó, view quá thơ mộng luôn. Đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người. Ba phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà
cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít, tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á, thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mi gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nó trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì mình sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ, double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát.
để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái gara ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải gara, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái gara ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Mọi người đã xem video clip này thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít, tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán gần hết rồi. Ôi hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ, ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến. Còn mi còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga
Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage. Garage là một cái parking nha mọi người. Khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ, double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ. Đó, view quá thơ mộng luôn. Đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người. 3 phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái washroom để mà share với lại 2 cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.
video clip này thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít, tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi hy vọng là sau này My sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để My quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như My nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn My gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nó trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ đó. Đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha.
Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. Mình quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ. Đó, view quá thơ mộng luôn. Đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người. 3 phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse và mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến. Còn mi gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge
và bạc cô Kiếp Lâm và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn ở phía trên, ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. À, cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái bathroom. Đây là bathroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái bathroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó, đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ. Còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ, double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ bathroom đi chỗ này nữa, đi bathroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người, 3 phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái bathroom để mà share với lại 2 cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã 1 triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á, thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mi còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì mình sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ mình sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha.
Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. Mình quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái gara ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải gara, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái gara ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi 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 chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là thao hao và single hao đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn hơn như thế nữa, thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán gần hết rồi. Ôi hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ và ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á, thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mình quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông, đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mình nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mình còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge
và khu Kiếp Lâm và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ 2 bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người. Khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ. Còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người, 3 phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại 2 cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này My sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề. Nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã 1 triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để My quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như My nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn My còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người. Khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ đó. Đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha.
Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. Mình quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người, 3 phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa, thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó, thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse và mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến. Còn mi còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge
và cô Kiếp Lâm và Burnaby thì nó sẽ ở giai đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ 2 bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người. Khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái bathroom. Đây là bathroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái bathroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ. Còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ, double garage để được 2 chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa 2 chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ bathroom đi chỗ này nữa, đi bathroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người, 3 phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái bathroom để mà share với lại 2 cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet and và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán gần hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này My sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để My quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như My nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn My còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha.
Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. Mình quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái gara ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải gara, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái gara ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi 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 chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là thao hao và single hao đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn hơn như thế nữa, thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người mà bán gần hết rồi. Ôi hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có hai phòng ngủ, hai washroom và cũng như là có những dự án là ba phòng ngủ và ba washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á, thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mình quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông, đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mình nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn mình gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge,
và khu Kiếp Lâm và Burnaby thì nó sẽ ở phía đoạn ở phía trên, ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho hai phòng ngủ, hai bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, hai phòng ngủ, 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage. Garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có hai cái phòng ngủ và cái bathroom. Đây là bathroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái bathroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của ba phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của hai phòng ngủ chứ, hai phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì ba phòng ngủ, còn khi nãy là dự án hai phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án ba phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà ba phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây ba phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ bathroom đi chỗ này nữa, đi bathroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó, đây là cái bathroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này My sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, My đã trở lại đây. Hôm nay thì My sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là My đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để My quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như My nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến, còn My còn sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge và Coquitlam và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn là ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hecta đất. Nó sẽ là mix use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho 2 phòng ngủ, 2 washroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, 2 phòng ngủ, 2.5 washroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. Cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có 2 cái phòng ngủ và cái washroom. Đây là washroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái washroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án cái nhà mẫu của 3 phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của 2 phòng ngủ chứ, 2 phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì 3 phòng ngủ, còn khi nãy là dự án 2 phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án 3 phòng ngủ để mọi người coi nha.
Đây là cái view của cái tòa nhà 3 phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây 3 phòng ngủ double garage để được hai chiếc xe luôn. Mình quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ washroom đi chỗ này nữa, đi washroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ. Đó, view quá thơ mộng luôn. Đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, thì cái này là 3 phòng ngủ nha mọi người. 3 phòng ngủ và 2.5 washroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái washroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái washroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán còn hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này mình sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người. Bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã triệu đô rồi. Còn ở Maple Ridge á thì thật sự là nó xa thật, nhưng mà giá thì nó sẽ tốt hơn. Để mi quay cái con đường đi đến Maple Ridge cho mọi người coi nha. Đây mọi người, đây là một cái con sông. Đây là Fraser, hình như là Fraser Fraser River hay sao đó mọi người, nếu như mi nhớ không lầm. Đây là cái đường đi đến. Còn mi gần sắp đến rồi. Thì đây cũng là địa phận của thành phố Maple Ridge đó mọi người. Thì nói về một chút về thành phố Maple Ridge cho mọi người biết ha. Thì Vancouver thì nó sẽ những cái thành phố xung quanh Vancouver như là Burnaby nè, New Westminster, Coquitlam. Thì nếu như mọi người ở Coquitlam, mọi người đi xa hơn một chút nữa thì mọi người sẽ thấy Maple Ridge. Thì cái khu vực của Burnaby, Coquitlam và Maple Ridge là phải nói là giống như là nói trên núi đi ha. Tại vì là ở cái phía mà Langley với lại Surrey thì nó sẽ bằng phẳng hơn. Thì cái này thì Maple Ridge
và Marco Kiplum và Burnaby thì nó sẽ ở cái đoạn ở phía trên, ở phía trên đó mọi người. Thì đây là cái đường đi đến cái nhà dự án. Thì cái nhà dự án này được gọi là Kanaga Spring nha mọi người. Thì dự án này là khá là lớn, nó là master plan khoảng cỡ chừng 60 hectare đất. Nó sẽ là mixed use của townhouse, condo và single house. Thì single house giá là bắt đầu cỡ chừng 1.069.000 đô trở lên nha mọi người. Còn giá townhouse thì là từ 679.000 đô là cho hai phòng ngủ, hai bathroom. Thì khi đến nơi rồi thì My sẽ quay phim chi tiết cho mọi người nhé. Ok mọi người, đây là tên dự án nha mọi người. Còn đây là cái showroom về cái townhouse project ở Maple Ridge. Đây là những căn townhouse nè mọi người. Còn đây là nhà mẫu, hai phòng ngủ, 2.5 bathroom nha mọi người. Đó, bây giờ cái này là ở bên dưới. À, cái này là cái garage là một cái parking nha mọi người, khá là to và đã finish rồi. Cái này là nhà mẫu thì mình coi để mình biết được là khi mà xây xong thì nó sẽ như thế nào. Còn cái này là những hot water tank và furnace của nguyên cái căn nhà nha mọi người. Còn đây là tầng ở trên cùng, là tầng có hai cái phòng ngủ và cái bathroom. Đây là bathroom, đây là phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Đây là master bedroom của cái tòa nhà này. Và cái bathroom cũng rất là rộng rãi và thoải mái, có his and her, chỗ đánh răng luôn. Còn đây là cái view nó sẽ như thế này. Còn đây thứ hai nữa là cái dự án, cái nhà mẫu của ba phòng ngủ. Đó đó, cái này là xung quanh của cái nhà mẫu của hai phòng ngủ chứ, hai phòng ngủ. Dạ mọi người, đó thì mọi người có xem rồi ha. Thì đây là dự án thì ba phòng ngủ, còn khi nãy là dự án hai phòng ngủ. Thì bây giờ My sẽ vô trong dự án ba phòng ngủ để mọi người coi nha. Đây là cái view của cái tòa nhà ba phòng ngủ nha mọi người. Còn đây là đây ba phòng ngủ, double garage để được hai chiếc xe luôn. My quay cái garage cho mọi người xem trước ha. Rất rất là to và rất là rộng rãi, thoáng mát. Để vừa hai chiếc xe. Còn đây là hệ thống xung quanh nhà, xung quanh khu vực nhà nó sẽ như thế này. Còn đây là cái garage ở bên trong, cái phòng ở bên trong đó, chứ không phải garage, xin lỗi, cái phòng trước khi mở cửa ra là gặp cái garage ha mọi người ha. Thì cái chỗ đó cũng rất là effective view. Còn đây là cái phần living room, phòng khách rồi phòng ăn rồi này kia, có thêm cái chỗ bathroom đi chỗ này nữa, đi bathroom nữa. Đây là rất là to và rất là thoáng mát nha mọi người. Còn trên này là cái phòng ngủ đó, view quá thơ mộng luôn đó. Đó mọi người xem ha. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái này là ba phòng ngủ nha mọi người, ba phòng ngủ và 2.5 bathroom mọi người ha. Đó mọi người xem qua ha. Đó đây là cái bathroom để mà share với lại hai cái phòng đấy. Còn đi tiếp nữa thì nó đây, thì đây là cái master bedroom nha mọi người. Master bedroom là có walk-in closet và cũng có cái bathroom luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy như thế nào? Dự án nhà rất là ok mọi người ha. Thì cái này là hiện tại đã có option là townhouse và single house đó mọi người. Nếu mọi người quan tâm thì nhắn tin mình nha. Đây là downtown Surrey nha mọi người. Mọi người thấy không, nhiều tòa nhà phát triển rất rất nhiều. Trong tương lai Surrey là được tính toán là sẽ còn nhiều người đến ở hơn như thế nữa. Thì là một cái location rất là tốt để mà đầu tư nha mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin. Nói chung cái dự án mà My đi coi về condo mà cái đoạn mà ở Surrey đó thì quay nó hơi nhanh và hơi ít. Tại vì thật sự mà cái dự án nhà chỉ có 6 tầng thôi mọi người, mà bán gần hết rồi. Ôi ôi. Hy vọng là sau này My sẽ quay thêm nhiều dự án khác cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau. Tạm biệt mọi người. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay thì Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà pre-sale nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Mimi đang ở Maple Ridge. Và sau đấy xem cái nhà dự án Maple Ridge này là dự án townhouse liền kề, nhà liền kề đó mọi người, sẽ có 2 phòng ngủ, 2 washroom và cũng như là có những dự án là 3 phòng ngủ, 3 washroom. Giá thì rất là hợp lý nha mọi người, bình thường nếu như mọi người mua ở Vancouver mà nhà townhouse, nhà mới luôn á là đã 1 triệu đô rồi.